Cảm tạ Chúa về những việc Chúa đã làm trong suốt 85 năm qua. Một thời gian khá dài, biết bao nhiêu những đổi thay. Nhưng Đức Chúa Trời đấng chúng ta cảm tạ là không thay đổi. Trong Thi Thiên 126 là một thi thiên mô tả về việc Đức Chúa Trời làm thật là lớn lao cho dân sự của Chúa. Cho nên sáng hôm nay chúng ta không phải đề cập đến dân Do Thái. Dĩ nhiên đó là tuyển dân của Chúa, nhưng chúng ta không phải chỉ nói về dân Do Thái hôm nay, mà chúng ta đề cập đến là tuyển dân của Chúa trong chương trình của Ngài. Và chúng ta nhắm vào hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất là dân Israel thuộc linh, tức là chúng ta. Vì vậy khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải biết lịch sử của Kinh Thánh và những câu chuyện liên quan có tính cách áp dụng cho bài học thuộc linh, nhưng nó cũng là những nguyên tắc để chúng ta có thể dựa vào đó mà tin rằng trên nguyên tắc đó Chúa làm cho dân sự Chúa ngày xưa và cũng làm cho chúng ta ngày nay. Khi ôn lại lịch sử để tổ chức kỷ niệm, có hai điều mà chúng ta cần lưu ý. Đó là thứ nhất, chúng ta tự hào về những gì ở trong quá khứ, những chiến thắng vẻ vang, những điều tốt lành, để chúng ta kiêu ngạo và chúng ta nghĩ rằng mình làm được nhiều điều. Nhưng thật ra Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy những việc Chúa làm mà chúng ta chỉ là công cụ mà thôi. Và điều thứ hai, chúng ta nhắc lại lịch sử không phải để chúng ta bi quan, chúng ta buồn thảm, chúng ta tuyệt vọng vì thấy những gì tốt lành đó nó qua rồi và bây giờ không còn nữa. Sự kiêu ngạo và sự thất vọng buồn thảm, đó là hai điều không nên có. Bởi vì sự kiêu ngạo là của con người, sự buồn bã thất vọng cũng là con người, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là đấng làm nên lịch sử. Cho nên sáng hôm nay tôi có dịp đến đây để cùng với hội thánh của Chúa tại tỉnh Quảng Trị đồng dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng xứng đáng cho danh Ngài, vì đấng đã làm biết bao nhiêu những công việc thật lớn lao, kỳ diệu ở trong lịch sử nhân loại nói chung và dân sự Chúa nói riêng, đặc biệt hội thánh của Chúa trên đất và riêng nữa trên hội thánh Tin Lành tại Việt Nam hơn 100 năm. Và sáng nay chúng ta sẽ nghe nói về công việc Chúa tại tỉnh Quảng Trị trong 85 năm. Ở trong Thi Thiên 126 có đề cập đến chữ vui mừng, mừng rỡ, vui cười đến 5 lần trong 6 câu kinh thánh của Thi Thiên ngắn ngủi này, nhắc đến 5 lần chữ vui mừng, mừng rỡ, vui cười. Đây là một thi thiên nói lên sự cảm tạ Chúa, nói lên lòng vui mừng của những người dường như khóc, tuyệt vọng, không ngờ, không tin những việc Chúa đã làm. Và chúng ta suy gẫm đến 3 điều ở trong Thi Thiên thứ 126 này. Đức Chúa Trời đã làm những việc rất là lớn lao, như là sáng tạo nên vũ trụ bao la, từ chỗ không có đến có. Đức Chúa Trời bảo tồn muôn vật Chúa dựng nên,
từ chỗ có đến chỗ vẫn còn. Và Đức Chúa Trời bày tỏ thần hữu của Ngài, có nghĩa là sự giúp đỡ hướng dẫn của Ngài để hội thánh Ngài đi theo ý muốn tốt lành của Chúa. Tất cả những điều đó không bao giờ thay đổi, nó nằm ở trong kế hoạch đời đời của Chúa mà thần học gọi là nguyên chỉ của Đức Chúa Trời. Nguyên chỉ là kế hoạch đời đời trước khi sáng tạo, trước khi thế giới này vẫn được bảo tồn. Và hội thánh cần phải thấy những gì Chúa làm. Đối với Đức Chúa Trời không có một điều gì là tình cờ, đột xuất, bị động, mà là nó nằm ở trong kế hoạch đời đời của Chúa đã dự tính. Thậm chí khi có người phạm tội, bất tuân mạng lệnh của Chúa, thì chính Chúa cũng đã dự liệu chiên con đã được chiết từ bụi sang thế. Không có người nào, quyền lực nào có thể phá hỏng được kế hoạch đời đời của Chúa. Bây giờ chúng ta thu gọn lại, trong một thời gian 85 năm tại Quảng Trị, đầy dẫy khó khăn về nhiều phương diện, tình hình chung của đất nước đầy khó khăn của chiến tranh, rồi của nhiều lĩnh vực như chúng ta sẽ nghe, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban phước để hội thánh Chúa được vui mừng, được mừng rỡ, được vui cười để cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta. Thứ nhất ở đây nói đến khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Việc lớn Chúa làm trên hội thánh của Ngài giống như giấc chiêm bao, nghĩa là không ai ngờ. Chiêm bao với hiện thực nó không giống nhau. Chiêm bao là những gì người ta nằm trong lúc ngủ, giật mình thức dậy, nó hoàn toàn không có. Chiêm bao là những điều không thật, những điều không ngờ, những ước ao rồi nó đến đổi thấy chiêm bao. Đói quá, nằm chiêm bao, thấy mình ăn một bữa tiệc rất ngon, ngồi trên bàn chuẩn bị ăn, giật mình thức dậy bụng vẫn đói. Chiêm bao là vậy. Chiêm bao là những gì không ngờ nhưng lại xảy ra sự thật. Làm sao nối kết giữa chiêm bao với lại hiện thực? Cho nên có một câu danh ngôn đã nói rằng muốn cho giấc mơ trở thành sự thật thì phải thức dậy. Như vậy giấc mơ và thức dậy với sự thật là hai điều khác nhau. Vì vậy điều thứ nhất ở trong Thi Thiên này, việc lớn Chúa làm cho dân sự ngày xưa và con dân Chúa ngày nay y như giấc chiêm bao vậy, đó là việc rất lớn, không phải là bất ngờ đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết trong lịch sử Kinh Thánh ghi chép về tuyển dân của Chúa, từ một người Chúa chọn là Abraham, rồi sanh ra bao nhiêu người trở thành dân tuyển của Chúa. Trước khi họ đến xứ Thánh Canaan, xứ đường sữa và mật, họ đến tại xứ Ai Cập. Chúng ta tưởng tượng 430 năm chính sách của Pharaoh dùng đủ cách để tận diệt dân sự, làm gì với quyền lực của Ai Cập với một văn minh rất sớm, họ có thể để cho một dân Israel bé nhỏ suốt 430 năm mà còn tồn tại.
nhưng họ vẫn tồn tại. Họ ra đi ở trong vinh quang, họ đem theo nhiều châu báu của xứ Ai Cập mang theo, họ ra đi trong quyền năng của Chúa. Một phát ông cứng lòng cuối cùng phải cho dân sự của Chúa đi, sau đó đổi ý đuổi theo, và cả đạo quân phát ông cũng chết ở biển đỏ. Đây là tất cả những gì mà chúng ta không tưởng tượng được. Một số lượng rất là bé nhỏ, vừa nam phụ lão ấu chưa đầy 1 triệu người, làm sao đương đầu với cả quyền lực của Pharaoh Ai Cập trong giai đoạn của lịch sử chúng ta biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm. Suốt 40 năm trong đồng vắng, lang thang, không trồng trọt, không gặt hái, không có cái gì cả, làm sao họ còn sống sót trong nghĩa là lang thang trên sa mạc? Như trong giấc mơ, sáng sớm thức dậy, họ thấy mana từ trời ban cho, nuôi họ suốt 40 năm lang thang đồng vắng mà không kể cái. Và khi họ đặt chân vào đất hứa Canaan, không còn một miếng mana nào. Mà ở đây Kinh Thánh chép mana từ trời, chứ không phải thổ sản từ dưới đất. Rồi họ bước vào ở trong xứ Canaan, đối diện với quá nhiều quân thù không kể hết. Rồi cuối cùng họ bị lưu đày, và chính sách của đế quốc Assyria muốn tiêu diệt dân sự bằng cách pha trộn rồi mất gốc, đưa họ đi một nơi, đưa dân khác tới ở đó để pha trộn mất gốc. 430 năm ở tại xứ Ai Cập không mất gốc, họ vẫn giữ được cho đến khi bước vào đất hứa, thì chính sách của đế quốc Assyria không hiệu quả. Và một lần nữa họ bị lưu đày bởi đế quốc hùng mạnh là Babylon, đưa họ đi sang đó suốt 70 năm trời, gần 2 thời đại, làm gì có thể trở về, kể như không còn. Tiêu sạch giữa đế quốc Assyria và Babylon với 10 chi phái phía Bắc và 2 chi phái phía Nam, hoàn toàn không còn gì. Nhưng họ đã trở về. Cho nên Thi Thiên 126 này mô tả đến điều đó. Và điều thứ nhất, họ thấy việc lớn Chúa làm trên các đế quốc, trên tất cả mọi quyền lực, trên tất cả mọi điều dường như tiêu diệt họ không còn, nhưng họ lại trở về. Cho nên ở trong Thi Thiên nói đến khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì việc quá lớn không ngờ Chúa đã làm trên chúng tôi. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta học hỏi. Kinh Thánh quá nhiều kẻ thù, Hội Thánh ngày nay cũng kẻ thù không ít. Kẻ thù chúng ta nói ở đây không phải là con người, mà là Satan, quyền lực của sự tâm tối, chống nghịch với Đức Chúa Trời và làm tiêu tan Hội Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Hội Thánh tồn tại như giấc chiêm bao. Trong trách nhiệm gần 20 năm qua đi đó đây ở cả nước ngoài, người ta luôn đặt những câu hỏi giống như thế này, là Hội Thánh Việt Nam có thể tồn tại được không? Vì chúng tôi nghe có quá nhiều khó khăn. Thì tôi muốn nói rằng cảm tạ ơn Chúa, không những tồn tại mà còn phát triển nữa. Đây không phải là việc chúng tôi làm, mà Đức Chúa Trời làm. Thành thật mà nói như thế. Joseph bị các anh ghen ghét, bán coi xứ Ai Cập. Trước khi bán muốn giết cho xong, nhưng Chúa tể trị để cho Joseph được sống, vì Đức Chúa Trời hằng sống. Cho đến khi Joseph từ cái chỗ bị quăng xuống hố, bị quăng vào trong tù,
rồi đủ mọi thứ khó khăn, ông lên làm tể tướng của xứ Ai Cập. Ông nói một câu như thế này: không phải các anh vì ghen ghét đưa tôi qua đây đâu, nhưng Đức Chúa Trời đưa tôi qua đây trước. Đức Chúa Trời đưa Joseph bằng con đường gian khổ để ông đặt chân trên xứ Ai Cập mà cứu cả chi tộc, và đến một xứ tốt nhất tại Ai Cập là Gô-sen. Tất cả những điều đó như trong mơ. Cảm ơn Chúa về những việc lớn Chúa làm đối với chúng ta cá nhân, những người tin Chúa Giê-xu, và đối với hội thánh của Ngài nói chung tại đất nước Việt Nam và riêng tại Quảng Trị. Quá lớn, như trong mơ, chúng ta không ngờ, không thể nào có thể được tồn tại. Nếu chúng ta đến tại Đức, Tây Đức, chúng ta thấy chính phủ là một cái nghĩa trang để nói lên cái sai lầm của họ từ thời Hitler đã tiêu diệt hàng triệu người Do Thái. Hitler tưởng rằng bởi quyền lực của mình có thể tiêu diệt được tuyển dân của Chúa, nhưng không. Và nếu chúng ta đến đó, chúng ta sẽ thấy có những ngôi mộ mà không có thi hài, chỉ là tượng trưng nhiều ngôi mộ. Chính quyền Đức muốn nói rằng việc Hitler làm ngày xưa đối với Do Thái đó là một điều đáng buồn. Bây giờ họ làm việc đó để họ muốn nói rằng đây là những ngôi mộ có nghĩa trang hẳn hoi cho những hành động giết hàng triệu người Do Thái trong thời Hitler. Nhưng làm sao tiêu diệt được, phải không? Bởi vì khi Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự của Ngài thì không ai có thể tiêu diệt được. Làm sao dân của Chúa tồn tại? Như tôi vừa kể, đây là lịch sử của cả Kinh Thánh. Và thực tế không phải là chiêm bao, dân sự Chúa đã trở về. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng đó là một sự trở về của dân Giu-đa phía nam mà thôi. Còn dân sót rải rác ở các nơi chưa trở về hết. Năm 1948 họ trở về lập quốc. Sau gần 20 thế kỷ, tức là năm 70 sau Chúa, họ bị lưu đày bởi Titus của La Mã. Nhưng quyền của Chúa đưa họ trở về lập quốc ngay tại Jerusalem năm 1948. Đây là tất cả những gì mà chúng ta thấy. Nhưng một điều vô cùng quan trọng, lời của Chúa sẽ ứng nghiệm. Dân Do Thái sẽ trở về để xây lại đền thờ. Không có điều gì ngăn cản họ được đâu. Nhưng mà tôi muốn nói với quý cụ, quý bà, anh chị em là những tín hữu rằng đừng chờ tới khi dân Do Thái xây dựng lại đền thờ chúng ta mới thức tỉnh. Có thể hầu thánh của Chúa được cất lên trong giai đoạn ẩn nhiên trước khi dân Do Thái làm việc đó. Đây là tất cả những gì của Kinh Thánh không bao giờ không ứng nghiệm. Điều thứ nhất, chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã nắm lịch sử và Ngài đã đưa dân sự Chúa trở về quê hương như kẻ nằm chìm bào. Trước nhất chúng ta cảm tạ Chúa về quyền năng của Chúa đã làm đối với hội thánh của Đức Chúa Trời chung và riêng tại tỉnh Quảng Trị này. Hãy cảm tạ Chúa về điều đó. Cảm tạ Chúa vì chúng ta còn sống để biết được những công việc Chúa làm. Martin Luther cải chánh giáo hội và sở dĩ được thành công trong năm 1517 thì bởi rất là nhiều yếu tố. Chính một con người kiên cường, can đảm như Luther vẫn không chịu nổi sức ép của bao nhiêu điều làm như cho ông bỏ cuộc. Ông thật sự bỏ cuộc. Ông cầu nguyện với Chúa với một tâm trạng thật là tuyệt vọng. Mà lúc bấy giờ người bà vợ của Martin Luther bước vào mặc nguyên một bộ đồ tang. Martin Luther ngạc nhiên, nói: ủa, tại sao bà để tang?
bà để tang ai vậy? Ủa ông không hay gì hết sao? Đức Chúa Trời chết rồi, tôi để tang cho Đức Chúa Trời. Hình ảnh đó khiến cho mặt ông tang giật mình. Ủa Đức Chúa Trời làm sao chết được mà bà để tang? Thì bà nói rằng, ủa nếu mà Đức Chúa Trời không chết, tại sao ông buồn rầu, ông muốn lui đi con đường cải chánh? Và một lời nhắc nhở rất là mạnh mẽ đó. Martin Luther nói, đúng, Đức Chúa Trời chưa chết, Đức Chúa Trời vẫn sống, và Đức Chúa Trời vẫn làm vô số những công việc đối với con người như là một giấc mơ, nhưng đó là sự thật. Tôi thay mặt cái ban sự thống lương hội cùng với tất cả con cái tôi đi Chúa các nơi, thì tự về đây trong buổi sáng hôm nay cùng với hội thánh Chúa tại tỉnh Quảng Trị cảm tạ Đức Chúa Trời về những việc Chúa làm. Chúng ta không ngờ y như giấc chim bao để chúng ta tồn tại và phát triển. Điều thứ hai, trong câu 2 phần B, trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đây là nhận định của những người ngoại, những người không bao giờ tin Đức Chúa Trời, những người đứng về phía chống nghịch với dân Ngài. Hay nói chung, họ không bao giờ tin rằng có Đức Chúa Trời. Nhưng họ phải thốt lên rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ, tức là cho dân sự của Chúa, những việc lớn. Phải, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Không phải Đức Chúa Trời chỉ muốn cứu một số người. Một tà giáo đang nói rằng Chúa chỉ cứu một số người trong tuyển dân Israel mà thôi, 144.000 người. Những người đó mới được vào thiên đàng. Còn bao nhiêu dân ngoại, và chúng ta là Việt Nam cũng là dân ngoại, không bao giờ được lên thiên đàng. Chúa chỉ chọn những con người đó mà thôi. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Không, Chúa muốn cứu tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới này, từ dân tuyển là Israel. Nhưng rất tiếc họ không làm xong trách nhiệm của họ cho mọi dân tộc. Họ kiêu ngạo, họ cho các dân tộc khác là đáng làm củi để chụm cho lửa địa ngục, nên họ bị lưu đày là bởi sự răn dạy sửa trị của Chúa và bởi tình yêu ân điển của Chúa. Chúng ta, trong đó có dân Việt Nam ở đây là dân ngoại đây, nhưng chúng ta cũng bước vào sự cứu chuộc, trở thành dân thánh của Chúa, gọi là hậu thánh Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Bởi vì điều thứ hai chúng ta thấy, dân ngoại là những người không tin vẫn thấy được việc lớn Chúa làm trên dân tuyển của Ngài. Tôi muốn nói với tất cả những mục sư truyền đạo, tín hữu, người kinh, người pro, vân vân, tất cả tại tỉnh Quảng Trị này đều là dân của Chúa. Hãy sống một cách hiệp nhất, hãy sống vì danh của Chúa, và Chúa muốn cứu quý vị để qua quý vị dân ngoại cũng biết việc lớn Chúa làm. Làm sao chúng ta rao truyền tin lành cứu độ của Chúa để cho họ thấy những việc tốt lành khi chúng ta sống không tốt lành? Chúng ta muốn cho mọi người biết tình yêu của Chúa trong khi chúng ta sống chưa thật sự có tình yêu của Chúa. Cho nên tôi muốn nói điều đó cho những anh em tín hữu tin lành tại tỉnh Quảng Trị này. Nên nhớ rằng không phải Chúa cứu mỗi chúng ta một cách ích kỷ, mà phải biết dân ngoại cũng muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhìn thấy công việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Dân, trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ như việc lớn. Điều thứ nhất, chúng ta cảm tạ về quyền năng của Chúa. Điều thứ hai, chúng ta cảm tạ về sự thành tín của Chúa. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi như việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về, như các suối miền Nam chảy nước lại. Lời hứa của Chúa cho dân Israel hết sức rõ ràng.
Sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho dân Israel cũng rõ ràng. Ngay cả Môi-se nói rằng khi các ngươi sẽ vào đất hứa Canaan, lúc đó họ chưa bước vào, Môi-se đã nói rằng nếu các ngươi không sống tốt đẹp, nếu các ngươi phạm tội thì Chúa cũng sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ mà Chúa hứa cho các ngươi. Chúa rất rõ ràng trong sứ điệp dùng Môi-se, Giô-suê để nhắc cho họ. Nhưng khi các ngươi ăn năn, Chúa sẽ đưa các ngươi trở về. Lời cảnh cáo các ngươi sẽ bị lưu đày đã ứng nghiệm. Thì việc đưa các ngươi trở về xứ thánh sau những năm tháng lưu đày cũng sẽ ứng nghiệm. Cho nên Giê-rê-mi tin cậy nơi lời hứa đó, trong khi người ta bán đất bỏ xứ để đi, thì Giê-rê-mi được Chúa nhắc hãy mua đất đi, mai mốt nó lên giá như vàng cơ mà xem. 70 năm sau nó thật đúng như thế. Tôi ở đây không phải nói để chúng ta làm cò mồi nhà đất gì đâu nha, nhưng mà rõ ràng đây là hình ảnh mà chúng ta thấy. Lời tiên tri chắc chắn ứng nghiệm. Làm sao trước có 70 năm người ta lại mua đất, mua đất cái xứ mà người ta bỏ đi, cái chỗ mà dân sự Chúa bị lưu đày, hãy mua đi, mua ruộng Anatot đi, phải không? Các ngươi sẽ thấy 70 năm lời Chúa ứng nghiệm để trở về. Và không phải dân sự Chúa thấy mà dân ngoại cũng thấy điều đó. Việc lớn Chúa làm là việc chúng ta không ngờ. Việc lớn Chúa làm giữa những người không tin cũng phải thấy điều đó. Cảm tạ Chúa bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm cho hội thánh Chúa tại đây những việc lớn. Tôi trực tiếp ở trong trách nhiệm tại đây năm 2001, và bây giờ năm 2018, 17 năm qua, những sự đổi thay của tỉnh Quảng Trị nói chung và hội thánh Tin Lành tại đây nói riêng khởi sắc. Cảm ơn Chúa rất nhiều, mà phải tin rằng đó là việc của Chúa làm. Ngài sử dụng tất cả mọi người như là công cụ của Chúa. Bởi vì nếu các nết xa bắt dân sự Chúa lưu đày thì chính ông bắt người ta phải ca ngợi Đức Chúa Trời. Si-ru không bao giờ có cái thiện cảm, nhưng rồi ông cũng phải cuối cùng cho dân sự Chúa rời khỏi nơi lưu đày để trở về. Không phải chỉ cho phép về mà còn cung cấp mọi phương tiện tốt đẹp để có thể trở về một cách đầy đủ, không bị chia khó đối với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta. Những người ngoại lúc họ chưa tin, rồi họ thấy họ tin. Còn anh em chúng ta, những người đang tin Chúa Giê-xu đây, đừng cứng lòng, đừng vô tín quý ông bạn chị em. Bởi vì những người vô tín không tin, họ ngã chết trong đồng vắng hết rồi. Nhưng những người tin đưa vào đất hứa Canaan, hãy thực hiện đức tin của chúng ta trong giai đoạn hết sức khó khăn này. Nhân ngoại ngày hôm nay, họ không biết hội thánh Tin Lành Việt Nam với hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ có khác gì không? Khác quá chứ làm sao không? Chính quyền từ trung ương đến các tỉnh liên hệ với tôi, nói rằng xin tổng liên hội minh định đính chánh dùm Đức Chúa Trời Mẹ là gì và hội thánh Tin Lành Việt Nam là gì. Tôi nói tôi ghi nhận. Bây giờ dân, những người chưa biết Chúa, họ nói ủa, đây là hội thánh Tin Lành Việt Nam có hơn 100 năm đất nước này, bây giờ là hội thánh Đức Chúa Trời nào mà hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ ra làm sao nữa, đang hoành hành rất nhiều nơi, hết sức là tà giáo lắm, nguy hiểm lắm, đến nỗi nhà nước cũng phải lên tiếng đây là những gì không phải là chính đáng. Nhưng dân ngoại, những người lương, những người không tin Chúa, họ đâu có biết cái nào cũng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hết. Hãy minh chứng rằng Đức Chúa Trời của chúng ta làm những việc như thế nào để người ta tin.
Điều cuối cùng, điều thứ ba tôi muốn nói ở đây, việc lớn Chúa làm. Trong câu thứ năm, thứ sáu, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Khóc giọt lệ tức là làm sao? Tức là buồn. Trong câu thứ năm, giọt lệ rồi đối lại vui mừng. Rồi câu thứ sáu, khóc rồi cũng vui mừng. Cái chữ khóc và tuôn tràn giọt lệ đây dĩ nhiên nói theo một phương diện là buồn, nhưng mà có khi vui mà đổ nước mắt nữa cũng có. Đây là một bài tỏ cảm xúc. Đối với con dân Chúa, cầu nguyện, nài xin, khẩn đảo, tuôn tràn giọt lệ trước mặt Chúa, đó là vũ khí mạnh nhất của Hội Thánh Ngài. Tức là cầu nguyện với Chúa để Đức Chúa Trời sẽ làm, từ chỗ tuyệt vọng đến hy vọng. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, không thiên vị bất cứ một ai. Nhưng trong cách Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu đó, nó có khác với mỗi người, đó là sự thương xót. Người cha thương xót con của mình, thì trong Thi Thiên có nói Đức Chúa Trời thương xót chúng ta như cha thương xót con cái vậy. Như vậy thì Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót đối với hội thánh của Chúa ngày nay. Giọt lệ nó biến thành sự vui mừng. Ở đây chúng ta cảm tạ việc lớn Chúa làm để niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa không bị cạn tắt. Hy vọng sống chúng ta đặt nơi Chúa trong tương lai cũng chắc chắn. Trong sự cảm tạ Chúa sáng nay, tôi muốn đề cập hai điều nó nằm trong quá khứ và một điều nó nằm ở trong tương lai. Và chúng ta lưu ý đến chữ sẽ nó đặt trước chữ vui mừng. Như vậy thì trong tất cả những gì Chúa làm trong lịch sử, trong hiện tại, chắc chắn được nguyên tắc trong lời tiên tri, Chúa sẽ làm trong tương lai, không bao giờ thay đổi. Ai ngờ mà lời tiên tri Chúa Giêsu nói về thành Jerusalem, về đền thờ Jerusalem bị sụp đổ, không có hòn đá nào chồng cho hòn đá khác. Làm gì một cái căn nhà, một cái đền thờ to tát như vậy mà khi bị sập xuống không còn hòn đá nào chồng hòn đá khác, nó hoang, nó như bình địa, làm sao mà còn. Nhưng Chúa nói thì ứng nghiệm 100%. Bởi vì khi phóng hỏa đền thờ tại Jerusalem, đền thờ đó vàng nhiều lắm, cho nên nó chảy xuống dưới đất, và tất cả cục đá nhỏ đá lớn nào cũng đem quăng đi để lấy vàng nằm ở dưới đất nè. Cho nên lời tiên tri của Chúa nói rằng sẽ không có hòn đá nào chồng với hòn đá khác mà không bị rơi xuống. Quá dễ dàng mà không cần dân sự Chúa làm. Ngay tên lính La Mã vô tình làm ứng nghiệm lời Chúa mà. Họ lấy vàng thì họ phải làm việc đó thôi. Bao nhiêu chi tiết về lời của Chúa chắc chắn sẽ ứng nghiệm, thưa với quý ông bà anh chị em. Hãy khóc mà gieo giống. Cái chữ khóc đây không phải là buồn thảm tuyệt vọng, mà khóc đây với cả lòng tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ làm. Có khi không phải tưới bằng nước, mà thậm chí không có mưa, nhưng hãy tưới bằng nước mắt của chúng ta, trên lời cầu xin tin cậy của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta gặt hái cách vui mừng. Tôi ước ao công việc của Chúa tại tỉnh Quảng Trị sẽ tưới bằng nước mắt của những con dân Chúa tại đây, quý ông bà anh chị em. Tôi nói như vậy tức là tôi nắm được tình hình của hội thánh Chúa tại đây rồi. Tôi nặng lòng lắm với công việc Chúa tại đây. Hàng ngàn người ở đây Chúa dùng để cứu đồng bào chúng ta, có thể về thiên nhiên, về
khí hậu về mọi thứ có khắc nghiệt, nhưng nước mắt của chúng ta tuôn đổ, chúng ta sẽ gặt hái cách vui mừng. Đức Chúa Trời Jehovah, Đức Chúa Trời không thay đổi, của chúng ta đã làm những công việc, đang làm những công việc của Ngài và sẽ làm những công việc của Ngài, để rồi chúng ta sẽ gặt hái cách vui mừng. Đức Chúa Trời là Chúa quyền năng, Ngài sẽ làm công việc lớn lao của Ngài, Ngài sẽ sử dụng mỗi người là công cụ của Ngài. Nhưng đôi lúc chính chúng ta ngăn trở công việc của Ngài bởi vì chúng ta không tin. Muốn có sự vui mừng trong câu 5 và câu 6 của Thi Thiên này thì chúng ta phải tuôn tràn giọt lệ, phải đổ nước mắt, sẽ tưới trên tất cả những lời làm chứng của chúng ta, trên tất cả những công việc mà chúng ta làm bằng lời cầu xin, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe. Ơi Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để rồi không phải chúng ta chỉ cảm tạ 85 năm qua đầy thăng trầm, nhưng hướng về tương lai chúng ta làm gì? Các anh của Joseph sợ Joseph trả thù, vì hồi đó mình quăng nó xuống hố, mình bán nó qua xứ Ai Cập. Nhưng Joseph không bao giờ nói điều gì, không biết hết chứ. Những người đã từng bàn với nhau để quăng xuống hố, rồi thôi đem ông lên, rồi bán lấy tiền bỏ túi, rồi về gạt cha, tất cả những hình ảnh đó ông Joseph biết hết, đến từng người một. Nhưng Joseph không bao giờ trả thù, sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Gia-cốp chết nhưng Đức Chúa Trời vẫn hằng sống. Và Joseph nói ông qua đây trước để lo cho các anh qua xứ này, và tương lai Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho dân sự Chúa. Và Ai Cập không phải là nơi họ định cư, mà Canaan xứ thánh trong lời hứa với Abraham, đó mới là nơi họ định cư. Và giờ họ đi đâu, bị lưu đày nơi nào, cuối cùng họ cũng sẽ trở về. Cảm ơn Chúa, hơn 100 năm qua trên đất nước Việt Nam chúng ta, 85 năm qua trên giải đất Quảng Trị này, Đức Chúa Trời đã làm những công việc của Ngài. Và bây giờ trách nhiệm của mỗi chúng ta, các mục sư truyền đạo tín hữu tại tỉnh Quảng Trị này, phải làm điều gì để cho người ta thấy được những công việc lớn của Chúa làm qua mỗi chúng ta cái đã. Ước ao chúng ta sẽ gặt hái cách vui mừng trong những kết quả tốt đẹp, từ nơi sự tận hiến, từ nơi sự ăn năn, từ nơi sự tăng trải, từ nơi sự dấn thân của mỗi ông bà anh chị em, để rồi chúng ta sẽ gặt hái cách vui mừng và tiếp tục chứng kiến việc lớn hơn nữa mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Đó mới là sự cảm tạ đích thực. Tại một buổi lễ cảm tạ vào sáng Chủ nhật, chuẩn bị tất cả đầy đủ, tối thứ bảy đó họ chuẩn bị luôn cả những cái hộp bắp, những cây bắp, những trái bắp để dâng lên Chúa trong sáng hôm sau Chủ nhật. Tối thứ bảy một cái bom nổ tan tành hết cái nhà thờ, sụp hoàn toàn không còn gì hết, là một hố bom rất là lớn. Còn cái Chúa bước đến đứng ngay cái chỗ đóng gạch vùng cái hố sâu đó, chẳng còn một cái hộp bắp nào mà không văng đi đâu mất. Họ khóc. Nhưng cảm tạ Chúa điều gì đây trong buổi sáng hôm đó? Rồi sau đó từ những cái hộp bắp đó, bom nổ có thể làm sập nhà thờ của họ, có thể tiêu hủy đi những cái gì còn trên đất, nhưng sự sống trong hộp bắp đó vẫn còn, và nó mọc lên vô số những trái bắp, vô số trái bắp. Một khi còn có sự sống thì không có bất cứ một điều gì có thể phá đổ được. Hãy làm như hội thánh của Đức Chúa Trời, như hội thánh Si Miệt Nơ, chứ đừng như hội thánh Sạc Đe, có tiếng sống mà lại chết, điều đó mới là điều đáng sợ. Xin Chúa ban phước cho quý tôi tớ con cái Chúa tại tỉnh Quảng Trị, và xin Chúa dùng lời của Chúa khích lệ tất cả mọi chúng ta, những tôi con Chúa có mặt hôm nay,
để chúng ta đồng cảm tạ với Hội Thánh Chúa tại tỉnh Quảng Trị 85 năm. Và nếu Chúa ta làm, những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ có những cái món của lễ cảm tạ xứng đáng hơn, dâng lên cho Chúa, dầu là giọt lễ nhưng chắc chắn là khác cái quyền. Xin Chúa ban phước cho các cả quý cô, quý bà, anh chị. Amen.